Và cái câu chuyện kế tiếp mà chúng ta sẽ nói là chuyện cây cầu Kerch lại bị tấn công cái lần thứ ba. Theo báo chí thì ngày 12 tháng 8 vừa rồi, cây cầu Kerch, tức còn gọi là cây cầu Crimea đó, nó đã bị tấn công lần thứ ba. Mà cái việc này đã được Bộ Quốc phòng của Nga và những cái giới chức lãnh đạo của bán đảo Crimea thuộc Nga đó, bây giờ đó, họ đã xác nhận. Họ nói rằng là cây cầu Kerch này đã bị ba cái hỏa tiễn S-200 của Nga chế tạo đó, mà nó được cải tiến lại, nó tấn công. Và nhưng mà họ nói rằng là cả ba cái hỏa tiễn này đều đã bị bắn hạ. Còn cái ông cố vấn cho Bộ Nội vụ của Ukraine, tức là ông Anton Gerashchenko đó, thì ông nói rằng là đây, ông lưu ý rằng đây là lần đầu tiên mà cái cây cầu Kerch này nó bị tấn công vào giữa ban ngày. Và những cái nhà báo mà thân bên phía bên Ukraine, họ đưa ra một cái nhận định, họ nói rằng qua cuộc tấn công này thì họ tiên đoán rằng trước hay sau, sớm hay muộn gì, thì cái cây cầu Kerch đó nó cũng sẽ phải bị đánh sập là thôi. Mà nhận định như vậy rõ ràng không phải là một cái sự lạc quan tếu đâu thưa quý vị, và rõ ràng nó có thể là nó là một cái sự thật. Chúng ta thấy rằng hiện nay nó đối với những cái cuộc phản công của Ukraine nó rất là chậm chạp và nó rất là khó khăn, là bởi vì phía bên Nga người ta phòng thủ kiên cố quá, đánh không được. Cho nên hiện nay dĩ nhiên là bên phía Ukraine phải linh động, phải thay đổi cái chiến thuật rồi. Họ không dạy gì, bây giờ họ tập trung mà tấn công phản công hay tấn công bằng một cái quy mô lớn. Bởi vì như vậy nó chỉ gây ra cái sự thiệt hại rất là lớn cho phía họ mà thôi. Cho nên họ phải điều chỉnh nó bằng cái cách thứ nhất là phân tán mỏng ra những cái đội, quân đội nhỏ, một toán chừng 15-20 người, len lỏi vào những cái khu nào mà họ có thể len lỏi được để tấn công quân Nga một cái cách giống như du kích rồi, quấy phá rồi. Và cái thứ hai nữa là họ tập trung đánh phá vào sâu ở bên trong nội địa của nước Nga bằng hỏa tiễn hay là bằng những cái chiếc máy bay không người lái, những cái cầu cảng, những cái cơ sở sản xuất, những cái kho vũ khí, kho dầu, nghĩa là chỗ nào đánh được, gây ra cái sự ngăn trở cái công cuộc tiếp vận, tiếp liệu, tiếp tế của Nga là họ đánh. Mà cây cầu Kerch này dĩ nhiên phải là một cái vị trí quan trọng nhất. Ai cũng biết nó là một cái huyết mạch để mà tiếp tế, viện trợ cho cả một cái chiến trường ở Ukraine. Nếu như cái cây cầu Kerch nó bị đánh sập thì chắc chắn là tình hình, tất cả tình hình ở mặt trận ở Ukraine nó phải có đi tới một cái sự biến động ngay. Chúng ta nhớ là vào năm ngoái, khi mà quân đội Ukraine dùng cái hệ thống HIMARS lúc đó mới được viện trợ đó để bắn phá cây cầu Antonovich, nó nối liền Kherson với những cái vùng khác đó. Thì khi mà cây cầu đó nó bị hư hỏng là ngay lập tức cái vấn đề tiếp tế cho cái vùng Kherson bị coi như là gián đoạn ngay, và đưa tới một cái kết quả là quân Nga phải bỏ thành phố Kherson, rút về phía bên đông, phía bờ đông của con sông Dnipro để vào phòng thủ. Thì rõ ràng bây giờ cái tình trạng của cây cầu Kerch nó là như thế. Rõ ràng là nếu bây giờ chúng ta thì tưởng tượng rằng bây giờ quân Ukraine mà đánh sập một nhịp hay hai nhịp để cắt đứt cái đường tiếp tế đó, thì chắc chắn là hậu quả nó cũng sẽ giống như Kherson. Và lúc đó cái lòng tinh thần của quân Nga phải nói là rúng động một cái cách mạnh mẽ. Cho nên đây cây cầu Kerch nó phải là một cái mục đích quan trọng và bền bỉ cho Ukraine. Mình thấy là bây giờ làm gì phía bên Nga người ta không biết cái chuyện đó. Nhưng mà mình cứ nghĩ đi, một cái cây cầu nó dài tới 12 dặm, hơn 12 dặm, một cái chuyện mà bảo vệ nó cho khỏi những cái vụ tấn công bằng những cái phương tiện, bây giờ lại có thêm là những cái chiếc tàu không người lái, rồi những cái chiếc máy bay không người lái, đó là một cái nhiệm vụ nó rất là khó. Mà nếu làm được, đó là một sự tốn kém và nó nặng nhọc vô cùng. Đồng thời cái chuyện mà liên tục tấn công của Ukraine nó sẽ làm cho những người Nga ở bên Crimea người ta rất là phân vân và hoảng loạn. Người ta không hiểu là nên bây giờ chạy về nước Nga hay là ở lại. Bởi vì nếu mà ở lại thì sẽ có ngày họ tin rằng là cái chiếc cầu Kerch đó lúc nó sẽ bị đánh gãy thì Crimea bị cô lập và chiến tranh nó nổ tới thì chạy đi đâu. Đây là một cái mình thấy rõ ràng là một cái giải pháp mà Ukraine sẽ phải nghĩ tới.
trước mắt người ta nói rằng là Ukraine đang bị những cái áp lực rất là mạnh về về vấn đề thời gian. Thời gian không bao giờ đứng về phía Ukraine. Càng về lâu đó thì họ làm cho đồng minh càng mỏi mệt, càng thêm gọi là chán nản. Cái thứ hai nữa thì thời gian nó đi qua rất là nhanh. Bây giờ là mùa hè chứ mùa đông sắp sửa ập tới rồi. Mà tới mùa đông là cuộc phản công của Ukraine gần như nó sẽ đứng thực lại. Nó còn hết nữa. Cho nên chắc chắn là cái việc mà tấn công để tìm chiến thắng, để tìm lại niềm tin cho đồng minh, cho người dân Ukraine không gì hay bằng là đánh cái cầu đó. Và nó đem lại những cái chiến thắng rất là nhanh cho Ukraine. Bởi vậy người ta mới nói rằng hiện tại bây giờ thì Ukraine đang nghiên cứu để có những cái cuộc tấn công khác nữa. Họ đã tấn công được lần thứ 3, sẽ có lần thứ 4, sẽ có lần thứ 5, sẽ có lần thứ 6. Và sau một cái lần, những cái lần tấn công trước đó, họ sẽ chắc chắn là rút tỉa được cái kinh nghiệm để mà cái cuộc tấn công sau nó lợi hại và nó là mạnh mẽ hơn cái lần tấn công trước. Đó là cái điều mà người ta tin rằng Ukraine sẽ phải làm. Và cái câu chuyện kế tiếp đây thì chúng ta sẽ nói tới một cái chính sách ngoại giao rất là khó hiểu của Tổng thống Biden. Trong cái tuần vừa rồi chúng ta thấy là ông Tổng thống Biden đã làm hai cái chuyện mà xem ra nó rất là mâu thuẫn với cái tuyên bố của ông rằng là ông hy vọng cái mối quan hệ của hai quốc gia lớn nhất hành tinh này là Trung Quốc với Hoa Kỳ nó sẽ đi tới một cái chỗ được cải thiện. Cái chuyện thứ nhất mà Tổng thống Biden làm là ông đã ký một cái sắc lệnh hành pháp để ngăn cản tất cả những cái người, các công ty Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ đầu tư vào một cái ngành công nghệ nhạy cảm ở phía bên Trung Quốc. Thí dụ như cái chuyện mà sản xuất những con chip điện tử cao cấp. Và rồi thì trong những việc đầu tư của những lĩnh vực công nghệ khác đó, thì lại cũng cần phải có cái sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là một cái hành động mà người ta chỉ có thể dành cho để làm cho đối với lại đối thủ mà thôi, chứ không phải là một cái người bạn. Cái chuyện thứ hai nữa đó là chuyện mà ông Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng là cái nền kinh tế của Trung Quốc đó, nó đã nguy hiểm như một cái quả bom nổ chậm. Vào cái ngày 10 của tháng 8 vừa rồi, khi mà ở kinh lý ba cái tiểu bang của miền Tây Hoa Kỳ đó, thì ở thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah, thì ông Tổng thống Biden ông có nói như vậy. Ông nói thì tôi cũng không bao giờ muốn làm tổn thương cho đất nước Trung Quốc cả. Thế nhưng mà tôi phải có những cái nhận định không tốt về cái nền kinh tế của họ. Và đây là một cái điều mà rất là xấu, rất là nguy hiểm. Bởi vì khi một kẻ xấu mà nó có vấn đề thì nó sẽ làm ra những cái chuyện rất là xấu. Cái tuyên bố này khiến cho người ta phải nhớ lại trước đây cũng không bao lâu, một hai tuần trước thôi. Tổng thống Biden đã gọi Tập Cận Bình là một cái kẻ độc tài. Chỉ có vậy thôi đó mà cái ngành ngoại giao của Trung Quốc sôi sục, truyền thông của Trung Quốc coi như là lên sóng chỉ trích ông Tổng thống Biden là khiêu khích Trung Quốc, khiêu khích Tập Cận Bình tơi bời. Thế thì bây giờ ông lại còn đi xa được nữa, ông gọi Tập Cận Bình là kẻ xấu. Và cái ông xấu này thì không bao giờ ông ngại làm những cái điều rất xấu để cho thế giới như thế này, thì có lẽ là lần là nó lại gây ra một cái sự khiêu khích gấp đôi như cái lần trước. Thế nhưng mà tại sao là Tổng thống Biden lại trong khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ luôn luôn tìm kiếm một cái sự cải thiện ban giao với lại Trung Quốc, muốn hai bên trở nên là ổn định hơn, mà lại có những cái hành động khó hiểu và trái ngược như thế? Chẳng lẽ là ông đang làm một cái công chuyện mà mình hay gọi là chống đánh xuôi và kèm thổi ngược hay sao? Cái câu sau là nó đè bẹp cái câu trước rồi. Và rồi cái chuyện sau thì nó lại trái cửa với cái chuyện trước. Mà mình lại thấy rằng hình như là đây là một cái những cái hành động của Tổng thống này nó rất là phù hợp với một cái chính sách ngoại giao cũng rất khó hiểu. Mà cách đây không lâu thì Ngoại trưởng Blinken của Hoa Kỳ đã minh bạch tuyên bố rằng trong cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, thì Hoa Kỳ sẽ xem Trung Quốc như là một đối tác nếu có thể. Một đối thủ cạnh tranh nếu như là cần thiết, và là một đối thủ để đối đầu nếu là đó là cái sự bắt buộc. Thì mình phải thấy rằng đây là một cái kế hoạch ngoại giao mà nó rất là, phải nói là nó vô lý và có vẻ như nó độc đoán và nó mang tính gây sự. Khi nào là một cái thời thế mà gọi là cần thiết, khi nào gọi là
là cái lúc có thể và khi nào là một cái tình trạng gọi là bắt buộc. Cái đó hoàn toàn là do phía Hoa Kỳ người ta giải thích và người ta kết luận. Thì đó là rõ ràng là một cái thái độ gọi là ngoại giao rất là độc đoán. Thế nhưng mà phía bên kia, phía bên Hoa Trung Quốc người ta có chịu được cái thái độ đó hay không? Không thể nào có một cái chuyện là Tổng thống Biden hôm nay ký một cái sắc lệnh cấm mọi cái đầu tư vào Trung Quốc, nhưng mà ngày mai lại kêu gọi Trung Quốc là hợp tác với mình một cách chặt chẽ để mà chống biến đổi khí hậu. Cái chuyện đó ai mà làm cho được? Chúng ta phải biết rằng là khi có một, muốn có một cái sự hợp tác chân thành đó, thì người ta lại phải có một cái sự tin tưởng. Không thể nào có một cái sự hợp tác chân thành mà trong khi cái lòng của mình đó lúc nào cũng ngay ngáy đề phòng rằng bên kia nó có thể nó trở mặt thành kẻ thù của mình. Chuyện đó, sự hợp tác trong tình trạng như vậy là vô cùng khó và phải nói là kỳ lạ. Chúng tôi xin tạm dừng đôi ba phút và sẽ trở lại rất nhanh sau cái thương mại bảo trợ cho Đảng.